Ê, ê, kìa. Cái gì? À, tụi nó đang gặp kìa. Anh nhớ em quá à. Hồi sáng thấy em đi chợ với bác mà anh không dám lại gần. Em cũng vậy nữa. Mấy bữa nay á muốn qua thăm anh lắm, nhưng mà sợ chú Sáu chú thấy rồi lại buồn, sinh bệnh nữa, nên em không có dám. Mà mấy nay tình hình của tía anh sao rồi? Tía anh cứ bắt anh đi qua Mỹ, ông không có chịu nói chuyện với anh. Cứ mở miệng ra là tía con cứ cãi lộn với nhau không à. Rủi như mà má em á với lại tía anh suốt đời không chấp nhận cho tụi mình thì tính sao đây anh? Thì anh ở giá báo hiếu cho tía anh chứ biết sao giờ. Bậy nè, tía anh á có mình anh là con trai à, anh phải lấy vợ nè rồi sinh con để nó giỏi tông đường chứ. Thì xin con nuôi. Con nuôi sao nói giỏi tông đường, càng nói càng tầm bậy à. Chứ bây giờ anh biết tính làm sao? Anh thương em, nhưng mà anh cũng thương tía anh nữa. Anh không muốn làm cho ai buồn hết á. Em... anh à, em suy nghĩ nhiều rồi. Em thấy bây giờ cách duy nhất là mình chia tay đi. Em bị điên hả bác hai? Sao em nói vậy? Bộ em không còn thương anh nữa hả? Thương, em thương anh, nhưng mà em thương chú Sáu hơn. Chú Sáu lớn tuổi rồi mà cứ để chú Sáu buồn rồi nhịn ăn vậy hoài á, em sợ là chú Sáu chịu không nổi. Mà nếu lỡ như chú Sáu có mệnh hệ nào á thì em và anh sẽ trở thành tội nhân đến có biết không? Nhưng mà anh liệu anh tính được? Anh sẽ có cách giải quyết mà. Anh thuyết phục tía anh được. Em đừng có nói như vậy nữa mà bé hai. Khó lắm anh à. Nếu mà tía anh siêu lòng á thì đã không tới mức phải tuyệt thực như vậy rồi. Không bao giờ biết trước được tương lai đâu anh. Với lại tụi mình còn nhỏ, em không có muốn làm chuyện gì nông nổi để sau này phải hối hận hết á. Tía má lớn tuổi rồi, không có còn sống với mình được nhiều năm nữa đâu. Nếu mà không để cho tía má vui được nhiều á thì cũng đừng nên làm cho tía má buồn, dù chỉ là một chút. Nhưng mà anh thấy... Em biết, em biết là bây giờ chia tay á là sẽ đau khổ lắm. Nhưng mà cho dù em có đau khổ cỡ nào á thì cũng không có bằng chú Sáu. Con thằng con trai cưng à mà bất hiếu, cãi lại lời mình. Thà là một mình em buồn là được rồi. Bây giờ á chỉ cần tía anh ăn uống trở lại bình thường, vui vẻ như xưa là đủ rồi. Mình yêu đương con nít mà, còn trẻ mà, mau quên lắm. Bây giờ mình cứ hy sinh vì tía má đi, cho trọn công ơn sinh thành. Sau này á biết đâu có duyên mình sẽ được ở bên cạnh nhau. Thôi em về nha. Mà nè, nhớ giữ gìn sức khỏe đó, đừng có buồn nữa nha, phải mạnh mẽ lên giống như em nè. Đó, thấy chưa? Hay, đây, vô đây. Vô đây. Ông thấy chưa? Ông thấy cái tấm lòng của tụi nhỏ chưa? Ông thấy cái tình yêu của tụi nhỏ chưa? Ông đừng quá ích kỷ.
Ông nghe hết tất cả những gì con bé hai nó nói chưa? Hả? Mình làm cha làm mẹ mà. Mình suy nghĩ kỹ đi, hạnh phúc của con. Nuôi nó tới từng tuổi này rồi, đừng có ích kỷ. Nói vậy hiểu rồi ha. Bye bye, see you again. Ok. Tía, tối rồi tía đi ngủ đi tía. Tía không ăn mà còn thức khuya như vậy sao chịu nổi tía. Tía, tía đừng có giận con nữa mà tía. Ngày mai tía ăn uống bình thường trở lại giùm con đi. Con hứa lúc đó con lên Sài Gòn con ở luôn. Con nghe lời tía mà tía.